Hello, hello, hôm nay mình xuất đội đi tìm những chiếc xe MC của Queen với cái dòng sông rộng lớn này nha các bạn. Bắt đầu đi thôi các bạn ơi. Wow, dưới này có những chiếc xe nữa các bạn. Chiếc xe màu xanh dương chúng ta đây. Khá là đẹp bạn. Ôi, dưới này có những cái xe khác nữa nè bạn. Có rất là nhiều xe nha, mình để mình lấy hết hết nha. Chiếc xe màu xanh dương Sally bạn. Rồi chiếc xe hầu này là chiếc xe gì đây? Super Racing Car. Ha, khá là đẹp đấy. Wow. Storm. Trời ơi, cái này còn xe nào không nha? Vẫn còn các bạn. Dinoco màu vàng, xe đua của đội đua khủng long đây. Wow, cái này cũng khá khá những chiếc xe bạn, để mình coi thử. Hình như là hết rồi các bạn. Rồi tiếp tục đi tiếp nha. Wow, dưới này có một cái xe màu đỏ này các bạn. Cái xe màu đỏ các bạn thấy chưa? Wow, khá là đẹp nha. Nó quả cầu lửa luôn kìa. Phải. Wow, vẫn còn cái xe các bạn. Chiếc xe màu trắng nè. Chỗ 415 nha. Là một cái xe đua màu trắng rất là đẹp bạn. Rồi. Vẫn còn kìa. Chiếc xe màu vàng. Số 95 bạn. Để em mở thử bạn. Hình như là hết rồi nha. Tiếp tục đi qua khác bạn. Wow, một cái xe buýt đang nổi trên mặt nước các bạn. Wow, số 1339 ha. Nó cười rất là tươi luôn bạn. Số 1339 này có cửa đóng qua đóng lại được nha. Quá xịn luôn. Để em coi thử. Hết rồi các bạn. Đi tiếp nha. Mình thấy chiếc xe màu xanh lá này các bạn. Wow, xe màu xanh lá có cái bánh xe màu trắng. Còn chiếc xe màu đỏ này. Wow, số 95 các bạn. Hên coi. Hình như là hết rồi các bạn. Wow, cái xe đó kìa. Không biết là xe gì đây. Chiếc xe có bánh xe màu đen, một chiếc xe đầu kéo quá. Wow, có ánh lửa luôn. Để mình coi. Cái xe đua màu xanh số 89 các bạn. Rất là nhiều xe. Coi thử bạn. Hình như là hết rồi bạn, hết xe màu dưới này rồi. Mình sẽ đi chỗ khác nha. Để mình tìm thử cái vật này. Wow, Super Racing Car. Màu xanh lá nha. Để mình coi vẫn còn xe này không các bạn. Vẫn còn cái xe màu đỏ nữa nè. Chiếc xe ô tô màu đỏ. Wow, xe ô tô thì có 4 bánh nha. Hết rồi các bạn. Wow, chiếc xe rất là to. Ha ha. Ui, xe đua các bạn. Xe đua có 4 bánh luôn. Xe này là xe số 01 nha.
Wow, MC Queen, hoa hậu màu vàng. Em có hở, hình như là hết rồi bạn. À, hết xe rồi. Đi qua khu vực này. Wow, một con rùa bạn. Ồ, một con rùa biển này. Wow. À, nhưng mà mình không bắt rùa biển đâu nha. Mình thả đi. Chiếc xe màu xanh lá. Wow, chiếc xe buýt màu xanh lá các bạn. Số 1000. À. Bánh này thì có 3 con cá nữa các bạn. À. Wow, 3 con cá luôn nè. Wow, những con cá mập và những con cá voi các bạn. Mình sẽ thả những con cá đi nha. Khá khá những chiếc xe rồi các bạn ơi. Thôi mình đã tìm kiếm được rất là nhiều những chiếc xe các bạn, những con cá kìa.